Thưa quý vị, thực hiện chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030, Ban Thường vụ Thị đoàn Vĩnh Châu đã triển khai nhiều mô hình giúp cho thanh niên khởi nghiệp và bước đầu cho hiệu quả cao. Và tiêu biểu có thể kể đến như mô hình nuôi cua phường Khánh Hòa, nuôi heo rừng ở xã Vĩnh Hiệp, nuôi ong mật ở xã Vĩnh Hải và đặc biệt là mô hình nuôi con dúi ở phường 1, dù khá mới mẻ ở địa phương nhưng đã mang lại hiệu quả rất tốt. Chủ nhân của khu nuôi dúi này là anh Lý Thành Hiếu ở khóm 6 phường 1. Qua tìm hiểu trên Internet và được bạn bè giới thiệu, dúi là vật nuôi có giá trị kinh tế cao, nhu cầu thị trường lớn và đặc biệt là dễ chăm sóc, không tốn nhiều chi phí thức ăn. Từ đó anh Hiếu mạnh dạn tìm tòi học hỏi và quyết định mua 10 cặp con giống dúi mốt từ Tiền Giang. Bước đầu đàn dúi bị bệnh và hao hụt nhưng anh không nản chí. Anh thường xuyên học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật từ những người đi trước. Sau hơn 2 năm, đàn dúi của anh Hiếu đã sinh sản phát triển tốt và tăng đàn với gần 50 con. Năm 2024, mô hình đã được Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ vốn để phát triển quy mô lớn hơn. Nuôi dúi thì chủ yếu là cách thì mình cho ăn đúng, chăm sóc đúng. Và khi mà con dúi mà mình kiểm tra thường xuyên, nó có bệnh gì mình phát hiện từ giai đoạn đầu thì mình chữa sớm thì con dúi nó sẽ khỏe và nó sinh sản tốt. Đầu ra thì bây giờ chủ yếu là mấy bạn trên hội nhóm á, là cần rất là nhiều mà mình đang phát triển mô hình nên chưa có bán. Cái chỗ mình mua giống á, người ta cũng bao tiêu cho mình. Đến tới thì mình sẽ nhân rộng khoảng tầm 50 chuồng nữa, 50 chuồng để phát triển đàn thêm. Mỗi ngày anh cho đàn dúi ăn 2 lần, kết hợp theo dõi sức khỏe từng con. Ngoài ra, anh cũng tận dụng đất xung quanh nhà để trồng nguồn thức ăn chính của dúi như khoai, bắp, mía và tre. Do đó giảm được chi phí thức ăn. Hiện mô hình của anh Hiếu đã được học tập để có hướng mở rộng. Hiện tại là em nuôi được một tháng mấy rồi, là nuôi được 2 cặp. Thuận lợi thì nguồn thức ăn thì Vĩnh Châu mình thì mía với tre nhiều lắm. Cái quá trình chăm sóc phát triển thì có liên hệ với anh Hiếu, có trục trặc điều gì thì anh Hiếu cũng nhiệt tình chạy qua hỗ trợ. Tính về em tính gầy giọng ra thêm cho có thu hoạch kinh tế gia đình đó. Thêm phụ giúp thêm gia đình cũng đỡ. Tính tới thời điểm hiện tại thì đoàn viên trên địa bàn phường 1 tiếp cận nguồn vốn khởi nghiệp lập nghiệp của từ Ngân hàng Chính sách Xã hội là 185 triệu đồng. Trên địa bàn phường 1 thì tổng số có là 5 mô hình khởi nghiệp. Qua theo dõi cũng như là đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp thì mô hình nuôi dúi của đồng chí Lý Thành Hiếu tại chi đoàn khóm 6 phường 1 là một trong những mô hình khởi nghiệp mang lại hiệu quả khá cao. Đây cũng là một trong những mô hình tạo ra điểm sáng để đoàn viên thanh niên trên địa bàn phường 1 nói riêng cũng như là thị xã Vĩnh Châu nói chung có thể đến đây tham quan, học hỏi kinh nghiệm, từ đó nhân rộng mô hình ra thêm. Dúi mốt khoảng 6 tháng tuổi là sinh sản được, mỗi năm đẻ từ 2 đến 3 lứa, mỗi lứa từ 2 đến 4 con. Giá một cặp con giống dao động từ 1,2 triệu đến 2 triệu đồng và giá một ký thịt dúi thương phẩm khoảng 500.000 đồng tùy thời điểm. Dúi cũng là loài vật nuôi đã được phát triển mạnh ở một số tỉnh thành, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Vì vậy, việc mạnh dạn thực hiện mô hình nuôi dúi của anh Hiếu với triển vọng ban đầu đã mở ra hướng sản xuất mới trong đoàn viên thanh niên. Ban Thường vụ Thị đoàn cũng sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ các cái mô hình này để phát triển và sau đó thì sẽ tổ chức nhân rộng các cái mô hình hiệu quả để giúp cho các bạn đoàn viên thanh niên ở trong địa bàn thị xã chúng ta có được cái kênh để tiếp nhận các cái mô hình này để về thực hiện ở hiệu quả ở địa phương. Thì hướng tới thì Ban Thường vụ Thị đoàn cũng sẽ phối hợp cùng với Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ rà soát lại các cái hộ nuôi, các cái đoàn viên thanh niên chúng ta có nhu cầu về vốn cho thanh niên để sản xuất. Bên cạnh đó thì hỗ trợ cho thanh niên trong cái quá trình chuyển đổi số, tham gia các cái sàn thương mại điện tử hoặc là sẽ thực hiện cho họ hỗ trợ về khoa học kỹ thuật để cho đoàn viên thanh niên mình nắm vững về kỹ thuật cũng như là thực hiện các cái mô hình này nó hiệu quả hơn trong thời gian sắp tới. Thông qua các hoạt động hỗ trợ đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp, các cấp đoàn thanh niên thị xã đã tạo nguồn lực giúp cho các thanh niên ở thị xã có thêm điều kiện khởi nghiệp để phát triển kinh tế. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu.